Chỉ vì bất cẩn quên tắt khóa từ, một người dân trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp xe máy để trước nhà, trị giá gần 100 triệu đồng. Chỉ sau 2 ngày vào cuộc, mới đây đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm nói trên, thu hồi được tài sản trả cho người bị hại. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho nhiều người dân về việc tự phòng, tự bảo quản tài sản cho bản thân và gia đình. Cho đến bây giờ, chị Đặng Thị Quý, 29 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vẫn chưa quên cảm giác hụt hẫng khi phát hiện chiếc xe máy SH trị giá gần 100 triệu đồng của mình đã không cánh mà bay. Trình bày với cơ quan công an tối ngày 15 tháng 2, khi chị vừa dựng xe trước nhà nhưng quên không tắt khóa từ thì quay ra chiếc xe đã bị mất. Sau khi nghe tiếng rú ga bất thường thì em chạy ra và em phát hiện ra là đã bị trộm lấy mất chiếc xe của mình. Lúc đó thì em khá là hoang mang. Và sau đó thì em đã nhanh chóng báo cho tổ trưởng và tổ trưởng đã liên hệ cơ quan công an. Mặc dù mình vẫn hy vọng vào các anh công an nhưng mà tất nhiên là cái tâm trạng của mình lúc đó mình cũng không nghĩ là sẽ thu hồi được. Thông tin về vụ trộm cắp xe máy nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ tập hợp nhận định. Khó khăn lớn nhất là lúc này thời điểm vụ việc xảy ra vào đêm tối, rất ít manh mối còn lại tại hiện trường. Lực lượng cảnh sát hình sự của công an quận đã ngay lập tức và tiến hành tiếp cận về hiện trường và xác nhận thông tin ban đầu. Và từ đó anh em đã chia nhau ra tiến hành truy xét. Vì thực tế là vụ việc là không có người chứng kiến, anh em đã theo dõi những đối tượng nghi vấn và khoanh vùng những đối tượng trong vòng 2 ngày trời để mà tiến hành mật phục và làm việc làm rõ và xác định rõ nhân thân của đối tượng. Thì đội hình sự công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành mời đối tượng về làm việc và qua đấu tranh làm việc thì đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm của mình. Đối tượng tên Lê Kỳ Đức, 32 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản. Nhưng Đức vẫn ngựa quen đường cũ, lợi dụng khi người dân sơ hở thì thực hiện việc chiếm đoạt tài sản, lấy được xe máy về. Không khởi động được nên Đức đã liên hệ với một người trên mạng xã hội Facebook để hẹn mở khóa. Đức thỏa thuận đưa xe máy trộm được cho người này để đổi lấy 3 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số tiền có được, Đức dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Thấy cái xe nó cũng dừng như vậy mà khóa nó vẫn bật, đèn nó vẫn sáng. Mà thấy để miết cũng đi, thấy để miết cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Cái nãy định lái, mà không có người nói, nãy định lái cái ngồi lên cái đề máy chạy đi thôi. Qua đây công an quận Cẩm Lệ cũng mong muốn bà con mình là nâng cao hơn tinh thần cảnh giác, không tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, góp phần đảm bảo hơn tình hình an ninh trật tự địa phương. Bị mất tài sản nhưng vẫn tìm lại được đối với chị Quý đã là một may mắn. Để chủ động phòng ngừa với tội phạm trộm cắp tài sản, mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tránh để lâm vào tình cảnh mất bò mới lo làm chuột.